này nè, bây giờ cái này thử cái đúng bản gốc này. Không co, không co mấy. Thế thì làm đâu nha. Rồi, quay luôn. Quấn luôn, ok. Bằng các cái chân nó chưa được liên kết với nhau thì mình có giải pháp là nó phù hợp hơn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.